Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc truyện bụi phố. Một ngày lại trôi qua rất nhanh và Tâm An lại được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Buổi trưa ngày hôm nay Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Mộc Miên và gửi tới cho quý vị tập 8 của câu chuyện kẻ gieo tương tư. Chúng ta tiếp tục lắng nghe chuyện tình đầy thảm thương của chàng trai tên Hoàng và cô gái tên Ngọc sau bao nhiêu biến cố sau bao nhiêu vất vả khó khăn vậy mà cuối cùng hai người lại chưa thể nào chính thức nắm tay nhau ngày hôm nay còn khủng hoảng hơn quý vị ạ à, bởi vì hoàng tiếp tục bị đuổi ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng anh chả còn công ty chả còn tiền nong chả còn gì nữa và không biết liệu rằng ngọc có ở bên bảo vệ che chở cho anh hay không tiếp tục lại đến với những sóng gió từ phía tiên và cô gái tiên hương mọi chuyện như thế nào Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập 8 ngày hôm nay. Và sau khi mà lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An và kênh Bụi Phố bằng cách like video này, chia sẻ video này đến với tất cả mọi người để mọi người có thể lắng nghe được giọng đọc của Tâm An nhiều hơn. Xin cảm ơn rất rất nhiều. Và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 8 của câu chuyện Kẻ Gieo Tương Tư, tác giả Mộc Miên. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. cả phòng dạo gần đây thân thiết lạ thường cứ trêu đùa nhau vui vẻ họ không còn khoảng cách xa lạ với nhau như trước phải công nhận từ lúc có linh vào làm việc cô ấy giống như trung tâm chiều hồi khiến mọi người xích lại gần nhau hơn nói chuyện không ngớt buổi chiều hôm nay sau khi tan làm tất cả cùng nhau tụ họp để cùng nhau đi ăn tiên không muốn tham gia với mấy người này nên cô ta nhanh chóng cầm túi sách đi về cư xá những người kia mặc kệ chẳng ai đoái hoài tới sắc mặt của tiên Họ cứ bàn bạc ở Mỹ xem ăn món gì, chọn quán nào cho phù hợp. Cuối cùng tất cả cùng thống nhất, chọn quán lầu dê ở cách đây chừng 3 cây số. Nghe bảo quán này mới khai trương nên ai cũng háo hức tới thử một lần. Cọc vội vã chạy ra ngoài, kiếm chỗ vắng người qua lại rồi gọi điện cho Hoàng, bảo anh ấy khỏi tới đây đón. Hoàng nghe như vậy thì ậm ừ rồi hỏi địa chỉ quán. Anh còn căn dặn. Em cứ đi vui vẻ nhé, lát anh trở về anh không cần phải qua đâu Em đi nhờ xe cái Linh cũng được rồi Thôi anh qua đón Không gặp em anh nhớ lắm Vậy nha Em đi chơi với các bạn vui Nhớ phải ăn no vào đấy Ngọc vừa mới tắt máy Thì có người đập mạnh vào lưng của cô Này Mày với ông Hoàng tối qua xử lý gọn ghẽ rồi Có đúng không Gọn 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 cái gì Nhìn bộ dạng ấp úng như gà mắc tóc này Linh lắc đầu ngao ngán Tao định chửi mày ngu lắm nhưng mà thấy lão Hoàng cũng tội nên kệ. Nói chung bây giờ xác định quen lão ấy thì mày phải chấp nhận những thử thách. Chỉ cần cả hai tin tưởng yêu thương nhau thật lòng là được. Không phải lo nghĩ những vấn đề bên ngoài. Tao chỉ biết chúc mày với ông ấy hạnh phúc thôi. Tao không hối hận. Tao cũng chưa từng yêu ai. Nên không biết lựa chọn này có đúng đắn hay không. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì tao cũng tôn trọng tất cả các quyết định của mình. Vậy nên mày cứ ở cạnh tao Lúc nào cũng lắng nghe tao tâm sự Như vậy là tao mãn nguyện lắm rồi Thôi lên xe Đội mũ cho chắc vào Chúng ta chắc chắn là cùng nhau hạnh phúc Cố gắng lên nào Ngọc cười tươi đón lấy chiếc mũ trên tay Linh đội lên đầu Cô ôm chặt lấy eo của Linh Cả hai cứ như vậy tâm tình to nhỏ Khi đến quán thì thấy những đồng nghiệp Đang ngồi trong bàn cười nói vui vẻ Hai cô gái nhanh chân bước vào Chị Tính vẫn đang hưng phấn Khua môi múa mép kể về những chiến tích cua trai của mình. Theo chị ấy mô tả, tất cả các chàng trai mà chị ấy thà bà đều chết và dãy đành đạch. Một đi không bao giờ trở lại, nên bây giờ chị vẫn chịu cảnh một mình. Mọi người được một trận cười ngọt nghẽo Ai cũng hí hưởng kể về tình trường của mình, chỉ có Ngọc là ngu ngơ. Cô chả biết kể gì, mọi chuyện với cô vẫn như một tờ giấy trắng. Đồ ăn lần lượt được bưng lên, họ cứ vừa ăn vừa nói chuyện. Món ăn ở quán này khá hấp dẫn, lại hợp khẩu vị với mọi người, nên ai cũng tấm thắc khen ngon. Bọn họ chém đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, phân tích ngọn ngành trơn tru như thật. Công nhận, nếu nhìn vào bàn này, ai cũng tưởng là bạn bè thân thiết, chứ không ai tin, chỉ là đồng nghiệp thông thường. Họ đang cao hứng bàn sang chuyện công ty, thì nhìn thấy John và Hoàng lù lù bước vào. Bầu không khí đang náo nhiệt, bỗng im bặt. Không ai hò hè thêm tiếng nào nữa. Bọn họ cứ cúi gằm mặt, giả vờ như không quen biết hai người đó. Chị Tính vội vàng lên tiếng. Ôi, à sếp, sếp với bạn sếp cũng tới đây sao? Nào nào, vào đây ngồi chung, mọi người nói chuyện cho vui. Mặc dù mặt ai cũng méo sạch, nhưng vẫn gượng gạo để mỉm cười. Hoàng thản nhiên kéo cái ghế ngồi xuống chỗ ngọc, khiến cho mọi người đều mắt tròn mắt dẹt. Một cô gái ú ớ. Ha, hai, hai người quen biết nhau sao? Không, không tôi không quen người này cô ấy là vợ sắp cưới của tôi cả ngọc và hoàng cùng đồng thanh đáp nhưng mặt chợt lấc khiến cho ai cũng kinh ngạc thêm một lần nữa ngọc thì đỏ tía tai cô cứ giả vờ như không có chuyện gì cúi xuống ăn cho sóng bữa dồn thấy chỗ trống gần chỗ linh thì chàng ngần ngại ngồi gần đó ngay anh thắc mắc bạn này mấy hôm nay cô đi đâu mà tôi nhắn tin hỏi về bàn thảo cô lại không trả lời anh nhắn tin cho tôi lúc nào Có thấy tin nhắn nào đâu Tôi nhắn Zalo. Sao anh biết Zalo của tôi Dồn cứng họng, Khó khăn lắm anh mới xin được Zalo của Linh Bởi vì cô ấy không đăng ký bằng số điện thoại thường ngày Thực ra Linh biết người này nhắn tin Nhưng giả vờ như không thấy Cô không thích bàn những chuyện ngoài giờ hành chính Dồn thấy mọi người đang nghiền Để hóng chuyện Thì vội vàng rục rã Kìa mọi người ăn thôi Đồ ăn nguội hết cả rồi Họ cứ cắm đầu vào ăn một mình Chẳng thấy ai kể lề hay pha trò nữa Tự dưng bữa tiệc nghiêm túc tới lạ thường Hoàng thì chẳng quan tâm mọi người ở đây Cứ thản nhiên gắp đồ ăn cho Ngọc Mặc kệ cô ấy đang véo mạnh vào chân mình Bữa ăn cũng vì vậy mà kết thúc sớm hơn dự định Dồn đứng ra nhận thanh toán Nên ai cũng nhanh chóng xin phép chuồn trước Chẳng hiểu sao họ cứ cảm giác Sắp có sóng thần xảy ra Nên phải nhanh chân bảo toàn mạng sống Linh bây giờ hất hàm Mày có về luôn không? Tao trở về. À, à có. Thôi, Linh cứ về trước đi. Để anh chờ cô ấy về cho. Gớm, ông bà cứ làm như chỉ mỗi mình biết yêu. Vậy tôi về trước nhá. Nhớ về sớm đấy. Hôm qua tôi bảo, ngủ nhờ nhà bạn. Tôi nói cánh học đi ngủ cùng. Nên mới bình an vô sự. Hôm nay liệu mà về sớm? Linh Toàn đứng dậy thì rôn nhanh chóng ngăn cản. Tôi muốn nhờ cô chuyện này. Bây giờ còn sớm. Mình đi uống nước có được không? Không được, tôi bạn đi hẹn hò rồi. Cô hẹn hò với ai? Tôi đang đi tìm. Sơn Tiêu Nghiu bỗng một suy nghĩ xẹt ngang đầu, anh đề nghị, hay là chúng ta thử hẹn hò không? Thôi, cho tôi xin hai chữ bình yên. Tôi muốn sống thỏ ngoài 70 mùa xuân. Tôi nghiêm túc đấy. Ba mẹ tôi cứ dục mãi bắt tôi phải đi xem mắt. Tôi thấy cô phù hợp về mọi mặt nên tôi mới đề nghị cô như vậy. Nhưng anh không phải là gu của tôi. Tôi thích ai lãng mạn cơ. Anh như khúc gỗ thế kia, chán chết. Tôi sẽ học cách lãng mạn. Cô cứ thử cho tôi một cơ hội. Giống như cái cách mà tôi cho cô thử việc một tháng xem nào. Không được, tôi còn đang bay nhảy tự do. Yêu vào nó ngu hết cả người à. Cả ngày như con rồ con dở, mệt lắm. Linh nói xong đứng dậy đi ngay. Dồn cứ lẽo đẽo chạy theo và năn nỉ. Ngọc với Hoàng thì cười không ngớt. Họ nắm tay nhau cùng nhau rời khỏi đây. Bọn họ vừa ra ngoài cổng thì gặp ngay tin người yêu cũ của Linh đang ôm theo hai cô gái, mặt mũi non trẻ, Hắn ta thấy Linh thì sững sờ mất mấy giây, nhưng lại không quên chiều ghẹo cô. Này người yêu cũ, đi đâu mà tức giận thế? Từ ngày thiếu vắng hơi của anh trông em tàn tạ quá. Có cần cầu xin anh rủ lòng thương cho em quay về với anh hay không? Thằng điên, bà mày cóc cần có loại ếch nhái như mày. Biến xa ra, cho đỡ bẩn mắt, bất tài, hãm. Cái loại đàn ông như mày chỉ hợp với gái đứng đường nồi nào úp vung đó. Mày cứ quỳ xuống van nài bà đây quay lại, cũng đừng hòng. Tiền kia bị xì nhục, tức tối quá, nên giơ tay táng thẳng vào mặt của Linh. Nhưng lúc này John đã túm chặt lấy cánh tay đó. Anh đập mạnh vào bụng, khiến cho tên đó bổ nhào xuống đất. Linh cười nhạt, cô bỗng khoác tay John, sau đó vênh mặt. Hồi đó là do bà mày ngu, mới quen có loại khốn nạn như mày. Cộng nhận từ ngày vứt được đống rác, nên mới quen được chồng tương lai của tao đấy. Chuẩn bị đợi thiệp cưới của tao nhé. À mà quên, cái loại mày không đủ tư cách để làm bảo vệ trông xe cho tao đâu. Cô nói xong thì lạnh lùng bước đi. Tên đó nhận ra John và Hoàng nên cứ nhăn nhó lồm cồm bò dậy. Mặt hầm hầm giận dữ nhưng không dám thể hiện ra ngoài. Hắn vẫn không dám tin Linh lại có thể quen được người tầm cỡ như John. Vừa ra khỏi chỗ này, cô đã buông khỏi cánh tay của John nhưng bị anh ấy giữ chặt. Nhìn nét mặt hoáng buồn của cô, Tự dưng anh lại muốn lấy người con gái này Che chở cho Linh Cô có muốn uống chút rượu không? Ừ, đi Quán nào? Anh đi trước đi Tôi lấy xe đi sau Cô cứ để xe ở đây Tôi chờ cô đi luôn Yên tâm, có mất mát gì tôi đền Không phải sợ Linh đang chán nản Nên cũng chả nghĩ ngợi nhiều Cô ậm ừ rồi phủi tay Cho anh chọn quán đấy Tên hồi nãy đúng là có mắt như mù một cô gái xinh đẹp tài năng như cô Lại để bỏ lỡ Đúng là vừa ngu vừa dốt Đi lấy xe đi Anh đừng đứng ở đây mà luyên thuyên nữa Xuân bất ngờ cứ như vậy nắm chặt tay Linh Kéo tới chỗ để xe Cô gái này thì cứ mệt mỏi đi theo Tâm trạng lúc này của cô cực kỳ tệ Tuy mạnh miệng là vậy Nhưng thực sự trái tim của cô Có chút nhói đau Dù sao thì Linh đã từng dành rất nhiều tình cảm cho người đó Cô cũng đã từng mơ mộng Tới một đám cưới hoành tráng cùng người mình yêu nắm chặt tay nhau, nợ một nụ cười rạng rỡ. Nhưng từ ngày bị hắn ta cắm sừng, niềm tin về tình yêu trong cô đã sụp đổ hoàn toàn. Dồn lái xe tới một quán bar, anh hí hửng. Khi nào tâm trạng tệ thì tới đây là giải pháp hữu hiệu nhất. Lát nữa cô sẽ thấy nhẹ nhõm đi nhiều. Sau này đừng có buồn phiền chuyện gì. Cuộc sống đang còn đầy thứ đáng giá khiến chúng ta phải cười. Đừng vì những chuyện không đâu mà phải rơi nước mắt tôi đâu có khóc chứ dồn chỉ cười anh nhìn thoáng qua cũng đoán được tâm trạng của linh lúc này như thế nào họ cùng nhau bước vào trong tiếng nhạc đập ầm ĩ trong đây mọi người đang điên cuồng uốn éo và nhảy nhót nhìn những cô gái ăn mặc thiếu vải đang múa cột trên sân khấu ánh mắt những tên đàn ông cứ hau háu nhìn vào như muốn ăn tươi nuốt sống lại càng khiến linh thinh ngán ngầm cô cũng không hiểu cái tên chết đâm này kéo cô vào quán ba làm gì đây là lần đầu tiên cô được bước vào bên trong quán được tận mắt chứng kiến tất cả mọi thứ mọi lần linh chỉ được coi trên các video hoặc phim truyền hình nhưng phải công nhận rằng ngoài đời thực mọi thứ còn hờ bạo hơn nhiều so với cô tưởng tượng họ còn công khai ôm hôn trốn đông người như chẳng sợ bị người ngoài dòm ngó ở đây chủ yếu là các màn khoe mông khoe ngực liếc mắt đưa tình với các cuộc mua bán chớp nhoáng dồn đưa cô lên lầu ba để yên tĩnh không bị mọi người làm phiền anh ấy đi tới đâu cũng có những cô gái xinh như hoa Đang không ngừng mời gọi Nhìn cảnh tượng này khiến Linh buồn nôn Cô không nghĩ giá trị của phụ nữ Lại rẻ xuống tới như vậy Họ chọn một góc khuất Bàn trong cùng và ngồi xuống John gọi một chai rượu whisky Và một vài món ăn nhẹ Ở đây tiếng nhạc đập khá lớn Nên muốn nói chuyện gì Họ phải ghé sát tay vào nhau Chỉ chục phút sau Nhân viên đã bưng lên đầy đủ những thứ mà John gọi Anh ấy rót rượu ra hai ly đưa cho Linh một ly. Cô uống thử xem, rượu này như thế nào? Linh lắc nhẹ rồi đưa lên miệng nhấp thử. Rượu này vị nhẹ, mượt, không có mùi khói đặc trưng, giống như rượu whisky. Cô xem ra khá hài lòng với mùi vị này, nên giơ ngón tay lên, tỏ ý tán thưởng. Không tệ chút nào. Họ cứ vừa nói chuyện, vừa nhâm nhi hết ly này sang ly khác. Rượu vào lời ra, Linh cũng dần mở lòng, tâm sự hết những chuyện mình đã giấu kín trong lòng. Từ chuyện cô bị phản bội tới những chuyện trong cuộc sống. Dồn cứ ngồi yên lặng lắng nghe rồi đưa ra những lời khuyên thích hợp cho cô. Linh cứ uống ở ngược hết ly này sang ly khác mặc kệ những lời khuyên can của John. Khi đã ngấm hơi men cô ấy cứ khóc lóc không ngừng khi nhớ về tất cả mọi thứ. Hóa ra tuổi thơ của Linh cũng cơ cực không kém. Ba mẹ cô sống không hạnh phúc. Nhìn bề ngoài là vậy chứ thực ra họ ly thân từ lâu. Mỗi người đều có tình mới Nhưng họ chỉ vui vẻ bên ngoài Còn về nhà đóng vai vợ chồng mẫu mực Để cho con gái khỏi phải suy nghĩ Linh phát hiện ra chuyện này Từ mấy năm trước Nhưng cô giả vờ như không biết gì Cô cứ vừa kể Lại vừa đưa tay lau nước mắt Linh cứ bắt rôn cứ cạn ly với mình Cô ấy gọi thêm hai chai nữa Mặc cho rôn ra sức ngăn cản Khi đã say mèn Linh mới cười hành hạch Anh có biết là anh đẹp trai lắm không? Tôi á à? Chưa còn ai nữa Anh đẹp trai nhất trong những người mà tôi nhìn thấy đấy Dồn chỉ cười Cô gái này cứ nói lung tung Hết chuyện này sang chuyện khác Khi thấy Linh không còn nhận thức được mọi thứ xung quanh Dồn ghé sát tai cô thì thầm Tôi đưa cô về Không Tôi đang vui mà Tôi không về Dồn vẫy tay gọi phục vụ thanh toán tiền Sau đó dìu cô lên Cô ấy bước không nổi Cứ đi được hai bước Lại muốn gục tại chỗ John chẳng kịp nghĩ ngợi, cõng luôn cô trên lưng. Cô gái này tựa đầu vào vai của anh, vui vẻ, hát hò không ngừng. John nhẹ nhàng đặt cô ngồi ngay ngắn trên ghế, thắt dây an toàn cẩn thận rồi mới lái xe đi. Địa chỉ của cô ở đâu? Ở đâu á? Còn lâu mới nói. Linh phá lên cười, vô ra dạ hàm răng trắng bóng. Giây phút này khiến John cứ mải mê say đắm. Trái tim đập nhanh hơn bình thường. Anh cũng có chút hơi men, nên cảm giác bị phiêu theo từng cử chỉ của Linh. Sau khi hỏi mãi không được địa chỉ, John đành lái xe chở cô về nhà mình. Vừa mở cửa xe, cô ấy đã nôn thốc nôn tháo, cả người nồng nặc mùi rượu. John vỗ nhẹ nhẹ vào lưng của Linh rồi hỏi. Cô có sao không? Không, không sao cả. Cô đứng dậy rồi lào đảo ngã vào người của John. Anh ấy bỗng thấy cánh tay ướt sũng, nhìn ra thì bất lực khi vừa thấy Linh nôn lên trên đó. Dồn cúi xuống bế thốc cô vào trong nhà Anh nhìn khắp người mình với Linh Nhòe nhuét như vậy Thì thở dài Sau một hồi suy đi tính lại Dồn quyết định bế cô vào nhà tắm Cứ như vậy xịt thẳng nước vào người của cô Rồi thay đồ giúp cô Dồn kiếm một chiếc áo rộng nhất của mình Mặc cho Linh Anh cũng nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ Rồi bế Linh vào giường Linh lúc này đã say khướt Chả biết trời đất là gì Miệng không ngừng lầm bẩm Cạn ly nào Tôi còn chưa uống xong Anh lại mang rượu của tôi đi đâu rồi Cô ngủ đi Tôi đau đầu Anh mát xa cho tôi Tôi nóng nữa Linh cứ như vậy cởi phăng chiếc áo trên người Nhưng bị rôn giữ chặt Anh ấy bây giờ mặt mũi cứ trắng bạch ra Tay giữ chặt lấy áo của Linh Rồi căn dặn Cô ngủ đi Cô đừng có làm liều Tôi đang say rồi đấy Anh đáng yêu chết đi được Tôi thấy anh đẹp trai lắm tiền Bao nhiêu người thích hơn đứt cái tên chết đâm kia Cô thấy như vậy sao Nhưng mà Nhưng sao Nhưng mà anh lăng nhăng lắm Cô có nhầm lẫn gì không Tôi đã yêu ai đâu mà lăng nhăng Anh đang hẹn hò với cái tiên chứ còn gì Lúc nào nó cũng lén lút Ở trong phòng của anh Cả mấy tiếng đồng hồ Tôi nói cho anh nghe bí mật này nhá Lại gần đây Nhớ là bí mật của chúng ta Anh không được cho ai biết đâu đấy Dồn nghe xong có chút tò mò anh vội vàng cúi thấp người xuống và tiến sát lại chỗ linh nhìn gương mặt cô ửng hồng như vậy bầu ngực cứ phập phồng khiến cho john cũng bút khan một ngụm nước bọt anh phải ngoái mặt đi chỗ khác sau đó lý nhí cô nói đi tôi đang nghe đây con nhỏ đấy nó đều già lắm không tốt như bề ngoài đâu hồi xưa nó chơi thân với cái ngọc nhưng sau này nó phản đấy nghỉ chơi với nhau rồi cái loại ăn cháo đá bát đó không bao giờ khá lên được ừm biết rồi tôi biết vậy nên mà cô cũng cẩn thận đấy nhé đừng bao giờ tin người thái quá phải chừa đường lui cho mình linh bất ngờ vòng tay qua cổ của anh cứ như vậy kéo sát rôn chạm sát vào gò má của mình rồi hôn vội lên môi của anh nụ hôn khiến cả hai người như tan chảy vừa ngọt ngào lại vừa phàng phất mùi thơm của rượu rôn lúc đầu bất ngờ tới mức cứ nằm im nhưng sau dần anh chủ động nắm tình hình cô gái kia lúc này đã bị ma men dẫn lối cứ như vậy không ngừng mơn trốn cơ thể của john khi cả hai không làm chủ được tình thế thì chuyện gì đến cũng đã đến họ chính thức đã thuộc về nhau họ cứ mạnh mẽ vồ vập lấy nhau thực hiện đủ mọi tư thế lần đầu tiên nhưng họ hòa hợp tới mức chỉ muốn làm mãi chứ không muốn dừng lại khi nhìn những giọt máu còn vương vãi trên ga john hơi giật mình nhưng anh lại nhanh chóng mỉm cười anh tắt điện Nhanh chóng lại giường nằm bên cạnh cô Cứ ôm chặt lấy cô đầy mãn nguyện Ngọc và Hoàng cũng tha thần cùng nhau đi uống cà phê Hàn huyên tâm sự Lâu lâu cô lại gọi điện cho Linh Nhưng lại chả thấy cô nghe máy Ngọc cứ thấp thỏm không yên Tại sao em gọi cho cái Linh không được ý Có khi nào Nó gặp vấn đề gì hay không Hoàng mỉm cười, anh xoa bàn tay của cô rồi nhỏ nhẹ. Em yên tâm, bạn em cầm tinh con cọp nên cô ấy không ăn thịt người ta thì thôi, ai mà bắt nạt được cô ấy. Hôm nay về với anh nhá... Thôi, em về nhà, không mẹ mắng chết. Hôm nay chưa mò mặt về nhà rồi. Nhưng mà anh nhớ em, không có em làm sao anh ngủ được. Anh về chịu khó chứ, chứ không về thì làm sao mà được. Cô vừa nói xong thì điện thoại của mẹ Linh gọi cho mình, cô vội vàng ấn nút nghe, đầu dây bên kia gấp gáp. Linh nhà cô có ở chỗ cháu không? Dạ, Linh chưa về à cô? Bọn cháu vừa đi ăn với nhau xong, đợi cháu gọi nó. Xíu nữa cháu báo lại với cô. Ừ, cô không gọi được cho nó. Lò quá. Dạ vâng, cô đợi cháu một chút. Ngọc lúc này lòng nóng như lửa đốt. Cô vội vàng gọi điện, nhưng lại chả có chút khả quan. Thấy như vậy Hoàng gọi ngay cho John. Người kia bắt máy, nhưng lại có chút khó chịu. Giờ này anh không ngủ đi, anh gọi cho em làm gì? Chú có biết Linh đang ở đâu không? Cô ấy ngủ chỗ em. Thôi mai nói tiếp nhé. Em mệt quá rồi, em ngủ đây. Cái gì cơ? Hoàng chỉ kịp nói tới đó thì nghe tiếng tút tút kéo dài. Anh ngơ ngác cứ nhìn chằm chằm vào Ngọc rồi chớp mắt lia lìa. Cô thì đập mạnh vào vai của Hoàng và nói lớn. Thế nào anh? Anh thấy cô ấy chưa? Anh có một tin vui và một tin buồn. Em muốn nghe tin nào trước? nhìn bộ mặt thất thần của hoàng lại khiến cho ngọc lo lắng xưa nay anh cực kỳ nghiêm túc chưa hề biết chiêu đùa uhm, tin vui đi hôm nay chúng ta lại được ở cùng với nhau sao lại thế thế còn tin buồn là gì bạn em ngủ cùng với dôn cái gì cơ ôi trời đất lần này tới lượt ngọc không tin vào mắt của mình luống cuống không được em phải đi tìm cô ấy họ ngủ rồi em tìm làm gì thôi mình tranh thủ về sớm mai em đi làm nữa không có ấy. ai mà ôm em được chứ anh nhanh chóng thanh toán tiền rồi kéo Ngọc lên xe lái một mạch về nhà riêng của mình cô cũng gọi điện báo cho mẹ mình và mẹ Linh yên tâm cô cũng thán phục tài nói dối không chớp mắt của mình bọn họ hôm nay thân thiết ra mặt vào tới phòng là cởi đồ sạch sẽ chẳng còn chút ngại ngùng trận mây mưa cuồng nhiệt cũng cứ như vậy diễn ra nhanh chóng Ngọc cứ nhắm mắt để tận hưởng cuộc sống cô không ngờ tình yêu lại ngọt ngào tới như vậy khiến cả hai cứ đắm chìm trong đó họ nghiện nhau đến mức cứ hễ gặp nhau là lại muốn kéo nhau làm tình có những lúc cô tự hỏi tại sao bản thân của mình lại buông thả như vậy cứ hễ thấy hoàng là mụ mị đầu óc không còn nghĩ được bất cứ chuyện gì anh luôn khiến cô đê mê không lối thoát suốt một đêm họ làm tới mệt nhoài nhưng vẫn cứ thòm thèm không dứt ngọc ôm lấy hoàng đầy mãn nguyện hoàng cứ không ngừng rót vào tai cô những lời mật ngọt. Mình cười nhau nhá. Không được, em đang còn trẻ. Sự nghiệp lại chả có cái gì. Kết hôn làm sao được chứ? Thì anh đi làm, anh nuôi em. Em muốn cả hai đứa cùng nhau đi làm. Không thể để anh cánh vác mọi chuyện được. Sau này khi nào kinh tế vững vàng thì chúng ta kết hôn. Hoàng thử mặt nhưng anh phải tôn trọng quyết định của Ngọc. Anh hiện cô tới mức lúc nào chỉ nhớ tới hình bóng của cô chỉ muốn mãi mãi ở bên cạnh cô. Lúc này tại một căn phòng nhỏ khác, Hương đang ném hết đồ dùng xuống đất, mọi thứ vỡ tan tành, nằm hỗn độn như bãi chiến trường. Ánh mắt của Hương đỏ ngầu đầy giận dữ. Cô ta không quan tâm mình lại thất bại thảm hại như vậy. Sau khi suy tính thật kỹ, cô ta quyết định tới nhà hoàng và sử dụng chiêu cũ, khóc lóc cầu xin sự thương hại. Cô ta còn đưa ảnh hoàng và ngọc ôm ấp nhau qua đêm tại nhà riêng của anh lại càng khiến cho ông khanh nóng máu ông ta ném luôn cốc nước xuống đất và gắt gỏng được được lắm rượu mừng không uống lại thích uống rượu phạt ông gọi điện yêu cầu ngân hàng khóa hết tài khoản của hoàng đồng thời chính thức sa thải anh khỏi công ty ông hy vọng chỉ còn cách này mới cứu vãn được tình thế bà ngân không nghĩ rằng chồng mình lại xuống tay tàn nhẫn như vậy nên cứ khuyên ông thật bình tĩnh ông khanh cứ như vậy mà quát ầm lên Tôi không có cái loại con bất hiếu. Nếu nó cứ như thế, nó không nhận ra sai lầm của mình, thì sau này tất cả tài sản, tôi giao cho anh trai của nó quản lý. Nói xong ông tức tối bỏ vào phòng, bà ngân thở dài thường thượt. Bà không nghĩ mọi chuyện lại thành ra nông nỗi này. Hương cứ như vậy mà khóc to hơn, ôm lấy bà để kể lề những tuổi hờn mà mình đã trải qua. Cô ta thêm mắm, thêm muối, chuyện ngọc chơi khăm, dọa dẫm mình, làm cho bà lại càng bực bội. Bà nghiến rằng. Thôi được rồi, chúng ta phải qua nhà nó một chuyến. Mẹ muốn cho nhà nó nổi khắp khu phố này. Hương cười thầm trong bụng, nhưng cô ta lại đang giả vờ như đau khổ lắm. Họ cùng nhau lên đường, bà Ngân còn thuê người đi theo, mang cả loa thùng và micro tới đó để hô hoán cho rõ. Họ tới trước cổng nhà Ngọc thì dừng lại. Bà Ngân sau khi chuẩn bị mọi thứ chú đáo, thì cầm micro, sóng giạc lên tiếng. Mọi người ra đây mà xem Cái con Ngọc nó làm gái Lấy tiền nuôi thân đây này Nguyên một khu phố đang im lìm Thì bị tiếng loa huyên náo vang lên Ai cũng sững sờ rồi nhanh chóng chạy nhanh ra ngoài Để xem chuyện gì đang xảy ra Tiếng xì xầm bàn tán Mỗi lúc một lớn Quái lạ thật Nhà ông đang bà Hà có chuyện gì thế nhỉ Tự dưng họ lại tới tận đây quậy phá cái gì không biết Đoàn người cứ ồn ồn kéo đến Chỉ trong nháy mắt Đã chật cứng cả đường đi bà ngân lúc này mới dõng dạc tuyên bố mọi người ra hết đây giúp mẹ con tôi đòi lại công bằng còn ngọc con gái của nhà này nó rũ rỗ con trai của tôi ăn nằm chán chê mòi móc hết tiền của nó trong khi đó con trai của tôi đã có hôn nước rồi hai đứa nó chuẩn bị đám cưới thì bị cái con hổ ly này nó nhảy vào tôi thực ra cũng không muốn to chuyện nên tôi ngọt ngào tôi khuyên can ba mẹ nó nhiều lần thế mà nó vẫn chứng nào tật đấy những người hàng xóm hiếu kỳ thì suýt xoa. Gớm chưa? Đẹp mặt chưa? Mới nứt mắt ra, đã nghĩ tới cách rũ dỗ chồng của người khác. Trước đây tôi cứ tưởng nó giỏi giang lắm. Ai ngờ chỉ là cái loại gái đứng đường. Ông Đăng và bà Hà nghe ồn ào từ trong nhà vội vã chạy ra. Trong khi ông Đăng còn ngơ ngác không rõ sự tình, thì vợ đã tái mặt khi nhìn thấy người phụ nữ kia. Cả người bà run rẩy phải vịn vào cánh tay của chồng mới đứng vững. Họ vừa mở cổng thì cả thấy đoàn người đang đứng quay tròn. Một số giờ điện thoại quay phim, chụp hình không ngớt. Nét mặt ai cũng hả hê khinh thường. Họ cố tình nói to để cho ba mẹ Ngọc nghe thấy. Trong số đám người này, những người xỉ và nhiều nhất đều được bà Ngân thuê đến. Bà muốn hôm nay sẽ tùng hề hết tất cả mọi chuyện. Mình ơi, bà ta có nhầm với ai không vậy? Ông đang vừa nhìn vợ rồi nhìn sang người đàn bà kia. Dường như ông đang còn ngơ ngác chưa hiểu sự tình. Bà Ngân thấy như vậy liền cười khẩy. Ông bà đóng kịch giỏi nhỉ. Thảo nào sinh được đứa con gái cũng luôn chúa không kém. Miệng lúc nào cũng cãi chảy cãi cối. Nhưng thực chất lại nham hiểm. Không từ bất cứ thủ đoạn nào để lên giường với đàn ông. Tôi nghe nói trước khi lên giường với con trai tôi. Nó đã ăn nằm chán chê với biết bao nhiêu người. Bà ta cứ oang oang nói rất to. Đã vậy còn tung những bức ảnh cho mọi người thấy rõ. Trong ảnh Ngọc không mặc đồ, đang ăn nằm cùng với một người đàn ông lạ mặt. Ngoài ra còn rất rất nhiều các bức ảnh khỏa thân khác của cô. Mẹ Ngọc khi chứng kiến cảnh này, cộng thêm với tiếng rè biểu xì vả bên tai không thương tiếc, thì cơn đau tim đột ngột tái phát. Bà muốn nói lắm, nhưng âm thanh cứ nghẹn ứ ở cổ. Chả thể nào phát ra được, bà thấy trời đất quay vòng tròn, mọi thứ tối sầm trước mắt. Rồi đồ sụp xuống. Nhưng may mắn sao, chồng bà giữ lại kịp. Ông đang lúc này gào thét. Kìa bà, bà mở mắt ra tôi xem nào. Còn các người, các người cút đi. Im mồm ngay cho tôi. Mấy người hàng xóm thân thiết vội vàng phụ trở bà Hà tới bệnh viện. Họ đi rồi nhưng đám đông hiếu kỳ đang còn ở đó để tiếp tục nghe câu chuyện này. Bà Ngân sau khi đơm đặt mọi chuyện thật tồi tệ, bà mới cùng Hương rời khỏi đi bà ta không hề biết rằng chính vì hành động này của mình mà con trai của bà phải trả một giá rất đắt ngồi trong xe hương lúc này vẫn khóc thút thít cô ta cứ ôm chặt lấy cánh tay của bà giọng nói nghẹn ngào mẹ ơi bây giờ con phải làm sao để anh ấy quay về ạ à? thực ra con có chuyện này chưa dám nói với mẹ anh hoàng tậu hẳn một ngôi nhà khang trang để đón cái con đấy nó về ở cùng lúc đầu con không hay biết nhưng bởi vì nó nhắn tin nó thách thức nó cố tình gửi địa chỉ nên con mới tới tận đó khi con tới nơi anh ấy còn thẳng tay đánh con để công khai bênh nó cái gì cơ con vừa nói cái gì nhà nào ở đâu thì tại sao mẹ lại không biết con đưa mẹ tới đấy nhưng con cầu xin mẹ mẹ đừng nói là con chỉ con không có dũng khí để đối mặt với hai người bọn họ đâu ạ à? Bà Ngân nhìn Hương đau khổ tôi vật vã. Bà cũng buồn lòng. Bà ôm lấy cô và tiếp tục an ủi. Con cứ yên tâm. Mẹ đòi lại công bằng cho con. Đàn ông ấy mà. Ai cũng ham của lạ. Nhưng mà cuối cùng họ vẫn chọn gia đình. Con đừng vì phút giây nóng giận nhất thời mà buông tay. Bà mẹ chỉ chấp nhận cho con. Cho một mình con thôi. Bước vào ngôi nhà này làm dâu. Hương nghe xong gật đầu cô ta cứ nức lên liên tục. Làm ra vẻ đau khổ lắm họ tới trước cổng nhà hoàng thì hương xin phép lánh mặt một mình bà ngân đứng ở bên ngoài bà rút điện thoại gọi điện luôn cho hoàng khi tới cuộc gọi thứ tư thì hoàng mới nghe máy dạ con nghe anh đang làm cái gì đấy anh đang còn nhớ có một người mẹ như tôi sao sao tự dưng mẹ lại nói vậy con không hiểu cái gì ạ à? tôi đang đứng trước nhà anh đây anh đưa cái con mất dậy đó ra đây ngay nhanh lên máu ra ngoài Bà Ngân nói xong tắt máy cái rụp, nghiến răng kèn két. Bà chắc mầm, Ngọc cũng đang ở trong đó. Nên con trai của bà mấy ngày hôm nay mới mất hút, không hề thấy tâm tích ở đâu. Một lát sau đó thấy Hoàng đi ra một mình. Anh vừa đi vừa mở cổng. Bà đã chạy sọc vào trong nhà, mặt hầm hầm giận dữ. Nó đâu? Cái con hổ ly kia, nó đang trốn ở đâu? Mẹ, có chuyện gì thế ạ? À? Mẹ làm sao thế ạ? À? Anh đứng chắn ngang trước cửa ra vào, càng khiến cho bà ngân giận tôi tím gan bà cứ chống lạnh và chửi đồng mày có gan lấy tiền của con tao mà mày không có giam bước ra đây à nhục lắm nhục nhã đến thế là cùng ba mẹ mày chắc hối hận vì hồi xưa sinh ra cái loại gái như mày kìa mẹ mẹ thôi ngay cô ấy không làm gì tại sao mẹ lại khắc nghiệt với cô ấy như vậy ngọc lúc này cô bước ra hình như cô đã hình dung ra vấn đề nên sắc mặt của cô tái đi thấy rõ Ngọc bước lại gần chỗ Hoàng Thì bà Ngân câu có Mồm mày cứ chối đây đầy Nhưng rốt cuộc Là mày đã làm ra những chuyện gì Con trai của tao nó có vợ rồi Tại sao mày ác độc như thế hả Mày đã phá vỡ hạnh phúc gia đình của thằng Hoàng Lương tâm của mày Bị chó nó tha rồi Có phải hay không Hoàng kéo Ngọc ra phía sau của mình Anh cũng dần dần trở nên gắt gỏng. Mẹ đi về đi Chúng ta nói chuyện sau Tao chả có cái gì để nói Tao muốn ba mặt một lời Tao không nghĩ mày lại ngu Ngu tới mức hết thuốc chữa như vậy Bây giờ tao muốn chính miệng con này nó nói ra Nó với mày thực sự Có mối quan hệ là gì Ngọc vẫn im lặng Cô không biết phải đối diện với người đàn bà này như thế nào Chính vì thái độ im lặng của cô Mà bà Ngân lại càng điên tiết và quậy phá Mặc cho con trai luôn miệng khuyên can Nhưng bà ấy càng chửi rủa thậm tệ Cuối cùng bật đắc sĩ anh ấy đành phải kéo mẹ lên xe để chờ bà về. Hoàng cũng căn dặn Ngọc cứ ở yên ở đây chờ mình. Chút nữa anh ấy sẽ quay lại với cô. Ngọc cơ bẩn thần nhìn theo chiếc xe đi khỏi. Cảm giác bây giờ trong cô quá hỗn độn, quá mệt mỏi. Tình yêu vừa mới chớm nở, đã bị vùi dập không thương tiếc. Cô cũng không biết con đường này sẽ đưa mình tới đâu. Chỉ biết rằng bây giờ cô thấy đau đớn, đau tới mức trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Ngọc ngồi thụp xuống đất, cô ôm chặt lấy đầu gối. Toàn thân dã rời như vừa mới trải qua một trận ốm đau thập tử nhất sinh. Sợ dĩ cô không cãi lại lời bà, bởi vì cô không muốn hoàng khó xử. Anh ấy dù sao cũng là con trai của bà Ngân. Sau này nếu như hai người kết hôn thì cô và bà đều phải trải qua những cú chạm mặt nhau dài dài. Ngọc đang chán nản để suy nghĩ về tương lai, thì điện thoại trong túi cô lại rung liên tục thấy số của mẹ, cô vội vàng nghe máy. Mày, mày tới bệnh viện ngay, mẹ mày nhập viện rồi. Ừ, sao, sao mẹ cháu lại nhập viện nào cô? Nhanh lên, tao nhắn địa chỉ cho. Mày thuê cái xe tới đây ngay. Mà này, kêu luôn cái linh về nhà. Giờ chắc ấy, tao không dám tin vào hai đứa mày nói cái gì nữa đâu. Ngọc Cô Hoàng vội vàng hỏi Hàn một hồi, nhưng bà ấy đã nhanh tay tắt máy. Chỉ mấy chục giây sau đã thấy tin nhắn gửi về địa chỉ và số phòng của bệnh viện. Ngọc vội vã chạy đi ngay. Khi tới nơi thấy ba mình đang đứng trước cửa phòng cấp cứu, Ngọc vội vã chạy tới. Cô còn chưa kịp hỏi han tình hình thì bị ông Đăng tát mạnh vào mặt, khiến cho cô ngã rúi rụi xuống đất. Cô sụt sùi khóc lóc. Ba, mẹ thế nào rồi ạ? À? Mày còn mặt mũi, mà nhắc tới bà ấy sao? Mày muốn bà ấy phải tức chết, Mày vừa lòng mày có đúng không? Lần trước cũng là vì mày, lần này cũng vì mày. Tao đúng là hối hận vì sinh ra có loại nghiệt xúc như mày. Ông đang nói xong sống mũi đỏ rực mắt nhòe đi. Ông cũng đau đớn không kém gì con gái. Lúc này tâm trạng của ông đang dối bời, không đủ tỉnh táo để bình tĩnh nói chuyện với cô. Kìa ba, con muốn vào đó thăm mẹ. Cút đi, cút, mày cút đi thì mới mong bà ấy khỏe mạnh. Giờ mà nhìn thấy cái bản mặt của mày thì bà ấy càng thêm sốc nặng. Mày hiểu chưa? Thế chả nhẽ con hẹn hò với người con yêu cũng có tội hả à, ba? Chưa kịp nói hết câu đã bị ngay một cái tát. Ông đang chỉ thẳng tay vào mặt con gái và hét lớn. Tao không có cái loại con gái như mày. Bây giờ thì mày cút đi, cút. Ông cứ tôm lấy cổ tay của Ngọc rồi lôi sành sạch trước ánh mắt ái ngại của những người xung quanh ông vừa lôi vừa ho khủ khủ khiến cho ngọc cũng không ngừng run rẩy bà ba đừng kích động bà cứ ở yên đây với mẹ con ra ngoài kia con đợi hai người khi nào mẹ tỉnh lại bà nhớ báo cho con một tiếng ông đang buông thõng hai tay ngoảnh mặt vào trong để khỏi về chứng kiến hình bóng của ngọc liêu siêu bước đi cô lúc này như người mất hồn đầu óc trống rỗng không nghĩ thêm được bất cứ chuyện gì Cô chọn một góc ngay gốc cây phượng Chỗ này không có ai qua lại Ngồi trên ghế đá Chưa có khi nào tâm trạng của cô lại mệt mỏi Chán trường như lúc này Cô cũng không ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng tới như vậy Cô biết sau này sẽ chẳng thể nào đối diện với mẹ của Hoàng Chắc chắn bà ta cũng không bao giờ chấp nhận cô Làm con dâu của mình Cô cũng lo cho mẹ Cô không biết đã xảy ra chuyện gì Mà mẹ lại kích động mạnh tới như vậy ngọc gọi điện lại cho mẹ của linh cô khóc lóc hỏi han tình hình khi nghe bà kể lại đầu đuôi câu chuyện nỗi ất hận trong cô cũng bùng lên mạnh mẽ cô không ngờ bọn họ lại đơm đặt thêu dệt nhiều chuyện kinh khủng tới mức như vậy cô nghe xong cô cảm thấy có lỗi với mẹ bà lúc nào cũng vì cô mà chịu đựng những bất ức những tổn thương nếu như hôm nay bà ấy có mệnh hệ gì chắc chắn cả đời này cô không thể nào tha thứ cho lỗi lầm của mình Ngọc cũng chẳng biết phải giải thích như thế nào để rửa sạch nỗi hàm oan. Nếu con nói ra cũng chẳng ai tin những gì mà cô nói. Càng nghĩ cô càng thấy căm tức hương. Tất cả mọi chuyện, mọi nguồn cơn đều bắt đầu từ cô gái này. Đã rất rất nhiều lần khi bị hương chơi khăm, Ngọc đều nhắm mắt cho qua. Nhưng lần này cô quyết tâm không từ bỏ. Cô tự nhủ bằng mọi giá. Cô phải bắt người kia đền tội. Tại một quán cà phê, Hương và Tiên đang hăng say bàn bạc với nhau. Chẳng biết họ nói chuyện gì mà cứ cười tùng tỉm Mấy hôm nay hai người này xem ra có vẻ rất thân thiết. Tiên vừa uống một ngụm nước, vừa chia sẻ. Thì cô tới tận nhà nó luôn cửa. Bà mẹ nó phản ứng thế nào? Bà mẹ giả vờ ngất xỉu, xong rồi tới bệnh viện luôn chứ làm sao? Hừ, đúng là mẹ nào con nấy Giả vờ hệt như nhau, để mong người khác thương hại. Tôi nghĩ nát óc cũng không hiểu. Tại sao cái khôn khốn đó nó có cái gì tốt đẹp mà ai cũng yêu quý nó chứ? Chưa còn gì nữa. Hồi xưa tôi cũng vì cái tính lươn lẹo này của nó nên mới rủ lòng. Nếu như biết trước bản chất thật của nó như thế, thì tôi đâu có ngu gì mà chơi cùng nó. Bây giờ tôi hối hận lắm. Nhưng cứ coi như hồi đó mắt mù nên mới nhìn sai. Sau này chẳng dám tin ai như vậy nữa. Mình hết lòng vì người khác nhưng lại toàn nhận lại những đau lòng thôi. Buồn làm gì? muộn còn hơn không Cô không nghe cái câu cháy nhà mới ra mặt chuột à Cứ vui lên Đời sống được có mấy lần Tuy nhiên nhân nhượng với loại người đó Chính là tự dẫm lên chân của mình Bằng mọi giá chúng ta không thể nào để yên Cho nó được Nó không thể nào hạnh phúc được Đạt được những điều nó mong muốn Hồi xưa nó có anh Hoàng hậu thuẫn Bây giờ lão dôn nể tình nhân nhượng Nên nó coi mình như trung tâm vũ trụ Họ cứ bàn tới bàn lui sau đó quyết định đưa ra giải pháp thích hợp nhất. Xem ra lần này Hương ra chiêu hiểm để quyết định hạ gục đối phương. Cô ta biết nếu như không làm được gì Ngọc thì sẽ khiến cho cô ta đau đớn. Này, mẹ nó là người dễ bị kích động nhất. Cứ ra tay với bà ta là được. Mẹ nó bị bệnh gì à? Bà ta bị bệnh tim, lúc nào cũng giặt dẻo ốm yếu. Hồi còn đi học ấy, thấy bà ấy cứ mấy tháng lại nhập viện một lần. Bà ấy lúc nào cũng tự hào về con Ngọc Đi đâu cũng khoe khoang không ngừng Giờ thì hay ho rồi Sốc ấy mà chết thật chứ đùa Họ cứ kẻ tung người hứng Nhồi nhét vào trong đầu đối phương Những ý nghĩ xấu xa nhất về Ngọc Có lẽ vì cùng chung một đối thủ Nên họ mới bắt tay hợp tác với nhau Giả vờ như thân thiết với nhau Có lẽ khi bị đẩy vào bước đường này Cả hai người mới bộc lộ rõ tính cách của nhau. Trong thâm tâm của hai cô gái này chỉ có họ mới thực sự tài năng tốt đẹp Và xứng đáng có được hạnh phúc Còn tất cả những người khác Chỉ xếp sau họ Chính vì cái tôi quá lớn Nên họ dần dần đánh mất đi chút lương chi cuối cùng Còn sót lại Sẵn sàng đạp đổ lên tất cả mọi thứ Để đạt được mục đích của mình Tiền hiểu rõ tính cách của Hương Nên lại càng ra sức và khiêu khích Thế hồi nãy ông Hoàng Có về cùng với mẹ ông ấy không Còn kia vẫn đang ở đấy à nó có biết mẹ nó nhập viện không? Anh Hoàng chờ mẹ về luôn. Họ vừa đi khỏi thì nó cũng bắt xe đi ngay. Chắc là tới bệnh viện. Lần này cả khu phố đều biết. Có đèo mặt mò cũng không thể nào hết nhục. Thực ra tôi cũng chán lắm rồi. Già néo đứt dây. Không ăn được họ thì họ cũng đừng hòng hạnh phúc. Muốn sung sướng thì chỉ có thật nhiều tiền. Thiếu cha gì thằng quỷ gối nguyện chết. Công nhận triết lý của nhà giàu lúc nào cũng chuẩn không cần chỉnh nhỉ cô vừa xinh đẹp có học thức lại là con nhà có điều kiện chả có gì tiếc nuối tôi cũng đang cố gắng nỗ lực từng ngày để có tiền trang trải chỉ ít sau này không phải phụ thuộc vào đám đàn ông tự dưng tôi mất niềm tin ở họ người nào cũng thay lòng lúc yêu đương sâu đậm thì họ nói chuyện ngọt ngào lắm nhưng khi có đối tượng khác thì họ lật mặt như bánh tráng vậy thế bây giờ cô mới hiểu sao chỉ những con người ngu ngốc mới tin chúng nói yêu mình thật lòng. Tôi sao lần này sáng mắt ra nhiều rồi, tôi không còn mù quáng để chuốc lấy đau thương. Thế rồi họ cứ như vậy trò chuyện cùng nhau, xoay quanh những vấn đề về Ngọc, về gia đình của Ngọc, dù chẳng họ ưa nhau, nhưng vì chung một mục tiêu nên họ cố gắng gượng tầng bốc nhau lên tận mây xanh. Họ ngồi đó tới khuya, sau đó mới tạm biệt nhau ra về từ lúc hoàng chờ mẹ mình về anh quyết định hôm nay sẽ nói rõ ràng mọi chuyện để sau này mẹ mình không còn can dự vào chuyện tình cảm của anh nữa anh cũng không muốn ngọc vì những chuyện này mà tổn thương hay phải suy nghĩ ông khanh và con trai cả do đi công tác nên thành thử trong nhà bây giờ chỉ còn có hai mẹ con hoàng gây gắt mẹ thấy vui chưa rốt cuộc mẹ muốn con phải làm như thế nào thì mẹ thôi can dự vào chuyện của con nhưng tao không chấp nhận con bé đấy. Tao nói rồi cuối tháng này kết hôn với cái Hương đi. Cái gì cũng cần môn đăng hộ đối. Mày muốn cả thiên hạ người ta xỉ nhục vào mặt ba mẹ mày vì có đứa con dâu nghèo rách dưới sao? Mày không nhục nhưng mà chúng tao nhục. Không dám bước chân ra ngoài đường kia kìa. Vậy thì mẹ đừng có nhắc tới đứa con trai này nữa. Hôn nhân không phải là cuộc đổi chát. Mẹ đã sắp xếp mọi thứ của con từ bé tới giờ còn chưa đủ hay sao? Bây giờ ngay cả người con muốn cưới làm vợ Con phải nghe theo sự sắp xếp của mẹ Mẹ muốn cô ta mẹ cứ nhận về Con tuyệt đối không bao giờ chấp nhận cuộc hôn nhân này Cô ta không tử tế Như những gì thể hiện ra bên ngoài đó mẹ à Tao không chấp nhận là tao không chấp nhận Dù có chết Tao không bao giờ đồng ý cho nó bước chân vào nhà này Mày thấy nó đứng chửi tao như vậy Mà mày không dám hé răng nửa lời Tao thật hối hận Vì sinh ra đứa con như mày con không nói chuyện với mẹ. Khi nào mẹ bình tĩnh, chúng ta nói chuyện tiếp. Con thực sự rất mệt mỏi. Con không cần bất cứ thứ gì từ nhà này. Thậm chí tài sản con chả cần. Con chỉ cần mẹ. Con xin mẹ đi. Mẹ ủng hộ quyết định này của con đi. Coi như đây là nguyện vọng đầu tiên. Cũng là nguyện vọng duy nhất mà con khẩn cầu. Bà Ngân nghe xong tức anh ách. Bà bất lực khi chứng kiến con trai của mình cứng đầu cứng cổ. Nhất quyết không chịu quay đầu. Hoàng càng như vậy thì bà Ngân lại càng căm thù Ngọc hơn. Bà vẫn luôn mặc định vì con đàn bà này nên tình cảm mẹ con của bà mới bị dạn nứt. Bà chỉ nghĩ Hoàng bị say nắng nhất thời. Chỉ cần bà cương quyết phản đối thì anh nhất định phải chia tay với Ngọc. Cuộc hội thoại của hai mẹ con nhanh chóng rơi vào ngõ cụt. Hoàng chán nản đứng dậy rời đi. Mặc kệ cho bà Ngân đang gào khóc ẩm ý. Anh gọi điện cho Ngọc nhưng cô không nghe máy hoàng biết ngọc đang cực kỳ giận mình nên vội vã lái xe thật nhanh về nhà căn nhà anh đang mở cổng toang hoang cho dù anh có tìm kiếm khắp nơi nhưng không thể nào tìm được hình bóng của ngọc anh sợ ngọc xảy ra chuyện gì nên cứ như vậy điên cuồng gọi điện nhắn tin còn người kia vẫn một mực im lặng hoàng quyết định tới thằng nhà của ngọc sau đó anh được biết mẹ của ngọc gặp chuyện nên phải nhập viện từ chập tối Hoàng bần thần. Anh nghĩ ngay ra chuyện mẹ mình tới đây làm loạn nên mọi chuyện mới tồi tệ tới mức này. Hoàng xin địa chỉ bệnh viện rồi lái xe luôn trong đó. Giật may bệnh viện chuẩn bị đóng cửa, anh lấy lý do mang đồ cho mẹ nên mới được vào. Hoàng đi luôn tới phòng cấp cứu. Lần trước anh cũng đã từng tới bệnh viện này một lần lúc mẹ Ngọc phải nhập viện nên khá rõ từng phòng ở đây. Khi tới nơi anh thấy ông đang đang cúi mặt Ông ấy đang ôm đầu, đầy đau đớn. Bên cạnh không thấy Ngọc, lại càng khiến cho anh lo nơm nớp. Anh không biết cô ấy đã đi đâu. Hoàng lấy hết can đảm bước lại. Anh lý nhí. Dạ thưa bác, cháu xin lỗi vì mọi chuyện. Tình hình cô ấy như thế nào rồi ạ? À? Ông đang ngước mắt lên nhìn Hoàng. Ông chắc mầm đây chính là người đã khiến cho vợ mình bị tra tấn tinh thần nhiều như vậy. Ông chàng nói chẳng rằng hùng hồ tiến lại túm lấy cổ áo của Hoàng rồi cứ như vậy đấm thẳng vào mặt của anh. Máu từ mũi anh lập tức phun ra. Nhưng anh cứ đứng như vậy để chịu đòn, tuyệt đối không né tránh. Ông Đăng lại càng điên tiết, chửi bới om sòm. Cái thằng đều cáng này, mày lừa con gái của tao, mày khiến vợ tao hai lần nhập viện. Mày cút đi, cút ra khỏi đây, trước khi tao đập gãy chân mày. Chào xin lỗi, vì những chuyện mẹ cháu đã gây ra. Cháu có lỗi với Ngọc, với với cô chú rất nhiều. Tao không muốn nghe mày trình bày. Mày cút xa con gái của tao ra, cút càng xa càng tốt. Bà ấy có mệnh hệ gì thì cả nhà mày đừng hòng sống sót. Chúng mày cậy có tí tiền nên tự cho mình cái quyền sỉ nhục người khác. Lần này tao kiện, tao kiện cho bọn mày ngồi tù cả nốt. Ông ấy vừa nói vừa đấm thụp thụp vào người Hoàng. Những người nhà của bệnh nhân nghe thấy tiếng ẩm mỹ của cuộc ẩu đà này, vội vàng chạy tới khuyên can. Lúc này Ngọc từ bên ngoài cũng vội vàng chạy nhanh lại. Cô sừng sốt khi nhìn thấy Hoàng, nhưng ánh mắt đầy căm phẫn của ba mình, thì cô lại trùn bước. Giây phút này cô biết, cuộc tình của họ chẳng bao giờ có được sự chúc phúc của hai bên gia đình. Ông đang vẫn đang tức nổ đom đóm mắt. Mày bước vào trong nhà, thằng này, để đấy tao xử lý. Ngọc sợ ba mình kích động, ông lại đang hiểu lầm Hoàng nên vội vàng phân bua. Bà, mọi chuyện không như ba nghĩ, anh ấy... Mày câm mồm, mày không phải nói đỡ cho nó. Mẹ mày vì nó mới bị như vậy, mà mày chưa sáng mắt ra hả? Mày ngu đến mức hết thuốc chữa rồi sao? Kìa, ba, anh Hoàng... Tao cấm mày nhắc đến tên của nó. Nếu như mày cứ cố tình bênh vực cho nó, thì mày cũng cút ra khỏi nhà tao. Chúng mày, chúng mày muốn cho bà ấy sốc mà chết mới hả lòng hả dạ hay sao? Ngọc nghe xong thì run rẩy, cô vội vàng đẩy Hoàng ra ngoài. Anh Hoàng, anh về đi, có cái gì chúng ta nói chuyện sau. Anh ở đây với em, anh thấy em ở đây một mình, anh không yên tâm. Anh nghe em, anh về đi, mọi chuyện ở đây có em lo liệu. Nếu như cần gì, em sẽ gọi cho anh cô ấy nói mãi thì hoàng cũng chịu quay về anh cứ tự trách cứ tự dằn vặt bản thân tất cả là tại mình nên mọi chuyện mới như vậy hoàng thương ngọc thương cả chính bản thân của mình anh không muốn tình yêu của họ lại vì những chuyện này mà tan vỡ anh hiểu tính cách của ngọc anh cũng sợ cô sẽ làm mọi chuyện để thỏa hiệp với gia đình đối với cô gia đình là số một tất cả những thứ khác ngay cả tình yêu cũng đứng sau nó. Chuyện lần này cực kỳ nghiêm trọng. Hoàng đã lường trước những hậu quả xấu nhất có thể xảy ra. Nguyên cả một đêm, Hoàng không thể nào chợp mắt được. Cứ chút chút lại nhắn tin cho Ngọc. Nhưng cô không trả lời. Chính bởi vậy, anh lại càng lo lắng. Anh mở những bức ảnh chụp trộm Ngọc để ngắm nghĩa. Công nhận cô gái này tỏa ra nét đặc biệt, khiến anh si mê không tài nào rút ra được. Cô ấy chính vì quá tốt đẹp nên Hoàng lại cảm thấy bản thân mình có lỗi. Sáng hôm sau mới có 5 giờ, anh lại chạy tới bệnh viện. Hoàng mua ba tô cháo tới đó. Anh biết ông đang tiếp tục phản ứng gay gắt với mình, nhưng mà Hoàng mặc kệ. Tất cả nỗi đau thể xác anh đều chịu đựng được, nhưng không thể nào để mất ngọc. Tuy nhiên anh tới đó thì nhận được tin, bệnh nhân đã được chuyển lên tuyến trên do tình trạng bệnh nhân nguy kịch họ cũng không tiết lộ thêm bất cứ điều gì. Hoàng nghe xong, tâm trạng của anh suy sụp hoàn toàn. Anh chỉ biết cầu mong cho mẹ Ngọc sẽ bình an vô sự, vượt qua được chuyện này mà thôi. Tại công ty, hôm nay Linh tới sớm nhất. Cô chưa thể nào bình tĩnh được khi phát hiện ra chuyện mình cùng Dôn qua đêm với nhau. Sáng nay khi tỉnh dậy, cô kêu gào ở Mỹ, luôn miệng bắt Dôn phải đền bù. Khi Dôn ngỏ ý muốn kết hôn, thì cô lại dãy này như đỉa phải vôi. Cô như người mất hồn cứ ngồi bất động một chỗ, quên chưa khởi động cả máy tính. Cô phải tát mạnh vào má của mình tới mấy lần để chắc chắn những chuyện này là sự thật, chứ không phải là một giấc mơ. Linh cứ than ngắn thở dài, cô không nghĩ mình là bị mất đời con gái một cách lãng nhách như vậy. Cô vẫn tự nhắc nhở bản thân mình phải giữ gìn cho đến khi kết hôn. Nhưng bây giờ thì cô trắng tay toàn tập, Linh cũng chẳng ưa gì rôn Trong mắt của cô Đấy là một người đàn ông đào hoa Thay tình nhân như thay áo Dù sáng tới giờ anh luôn ra sức xuống nước Nhưng chỉ bị cô chửi cho thậm tệ Linh cấm tiệt không được nhắc tới chuyện này trước mặt cô Cô coi như tất cả là tai nạn ngoài ý muốn Tuy nhiên anh lại cứ lẽo đẽo theo sau Và đòi chịu trách nhiệm với cô Chị tính đặt tôi sách xuống bàn làm việc Rồi quay sang hỏi Linh mẹ của cái ngọc bị bệnh gì đấy mà phải chuyển lên tuyến trên chắc nặng lắm ngày mai cuối tuần phòng mình tranh thủ tới thăm cô ấy đi mẹ mẹ của ngọc hả chị em chưa nghe tin gì à sao bảo hai đứa sát vách với nhau cơ mà lúc này linh mới luống cuống tìm điện thoại nhưng chẳng thấy nó đâu trời đất ơi không biết điện thoại em để đâu rồi chị tính nhìn bộ dạng thất thều của linh cộng với việc bộ quần áo hôm qua chưa kịp thay thì nghiêm giọng Hôm qua em qua đêm ở bên ngoài Có đúng không? Dạ em Em làm gì có Đừng có nói dối Thằng đó là thằng nào Em Em không có Lúc này mấy người nữa cũng bước vào Nên chị tính tạm thời gác chuyện này sang một bên Nguyên cả buổi sáng Linh cứ như người trên mây Cô không thể nào tập trung mà ngủ được Cô cứ thử người lo lắng Cho tình hình của Ngọc Có lẽ qua tới giờ Ngọc nó gọi điện cho mình nhiều lắm nhưng mà không được. Điện thoại của mình ở đâu chứ?" Linh cứ lẩm bẩm như vậy, còn Tiên thì không biết có chuyện gì mà sắc mặt lại vui vẻ lạ thường. Cô ta không còn câu có như những ngày bình thường nữa. Cô ta tự dưng đi bắt chuyện trước mọi người nên ai cũng ngạc nhiên không kém. Tuy nhiên họ cũng trả lời cho phải phép. Tiên bỗng dưng hỏi chị Tính. "Mai em qua thăm mẹ Ngọc, chị có đi cùng không?" Ai cần cô thăm chứ? Linh nghe như vậy thì quắc mắc. Sao cô lại nói thế? Tôi và Ngọc là bạn thân bao nhiêu năm. Chúng tôi có khúc mắc nhưng được cỡ bỏ rồi. Mẹ cô ấy bị bệnh thì tôi tới thăm. Đó là điều đương nhiên. Cô ganh tị với tôi như vậy sao Linh? Cô lại tính giờ trò gì? Tiền mặc dù khá tước tối, tuy nhiên cô ta vẫn cắn răng chịu đựng. Sau nhiều chuyện xảy ra, cô ta đã xây dựng cho mình một tâm lý vững chắc hơn nên không còn bị lung lay Dễ dàng bị kích động Tiên cười xòa và nói Cô đừng có gai gắt với tôi như vậy chứ Dù sao chúng tôi cũng học chung với nhau bao nhiêu năm Tôi không muốn vì mấy chuyện vớ vẩn này Mà ảnh hưởng tới tình bạn của cả hai đứa Dẫu biết trong cuộc sống Cãi vã là điều khó tránh khỏi Tuy nhiên tôi cũng mong cô Đừng có đâm trọt quá nhiều như vậy Tốt nhất nên nhìn nhận lại bản thân Có sạch sẽ hay không Linh bỗng trột giả Cô nghĩ về vụ đêm qua thì nhột chí Không dám cãi tay đôi Cô lo lắng Tiên sẽ nghe được một chút manh mối gì đó Chọc điên cô Nhỡ như Tiên bùng bét hết tất cả mọi chuyện Cô nuốt cục tức vào trong bụng Miệng lầm bẩm. Còn rắn độc Thở ra câu nào là thối câu đấy Cái loại bẩn thỉu Mà lại cứ thích nói chuyện đạo lý Nguyên một buổi mọi người không ai bàn luận tiếp về vấn đề này nữa Mặc dù chị tính ghét cay ghét đáng tiên Nhưng khi nghe chính miệng tiên nói ra vấn đề này Thì mặc kệ không thèm tiếp chuyện Họ tranh thủ làm cho xong việc Để cuối tuần rảnh rang đôi chút Tới bữa ăn trưa ai cũng mệt thừa người Họ lưu bàn vẽ cẩn thận trong máy tính Rồi cùng nhau tới phòng ăn Linh cũng tranh thủ gọi điện cho Ngọc Để hỏi thăm tình hình Khi biết mẹ cô ấy đã qua cơn nguy kịch Thì Linh mới dám thở phào nhẹ nhõm Cô cũng bước nhanh theo mọi người trong đầu vẫn không ngừng mông lung về nhớ mọi chuyện đã xảy ra cô tiến tới bàn ăn ngồi chung với đồng nghiệp hôm nay tiên cũng thản nhiên lấy ghế ngồi cùng hành động này của cô ta khiến không ít người chướng mắt phục vụ nhà bếp lần lượt bê ra các đồ ăn thay có món cá kho thịt luộc trứng chiên tôm diêu và canh cải nấu thịt bò nhìn đồ ăn nóng sốt thơm phức khiến mọi người háo hức mãi không thôi linh nhanh chóng lấy phần cơm của mình cô ta vừa ăn vừa gắp miếng cá kho định bỏ lên miệng thì lúc này rôn lù lù đi tới cô trợn trừng mắt đập mạnh vào ngực rồi quay đi chỗ khác mặt cứ đỏ bừng bừng như trái cà chua còn rôn thì cứ mỉm cười anh bước nhanh tới giơ tay lên và nói chào mọi người tôi ăn cùng với mọi người có được không à sếp đi ạ à? sếp vào đây ăn chung với chúng tôi cơm canh nóng sốt sẵn sàng mọi người cũng chưa ai ăn cả Dồn nghe xong gật đầu anh cầm chiếc ghế ở bàn bên cạnh, kéo đến ngay sát chỗ của Linh và ngồi xuống. Linh càng lúng túng ra mặt, cô không dám tin anh ta lại lỗ liễu tới như vậy. Chị tính thấy xếp ngồi ngay bên cạnh mình thì cứ cười híp cả mắt, tỏ vẻ e ấp như những cô gái mới yêu lần đầu. Những nhân viên thì cứ cúi gằm mặt ngồi im thiên thít, đến ăn cũng phải rón rén như sợ gây ra tiếng động. Duy nhất có mình tiên là câu có, cô nhận ngay ra mối quan hệ bất thường giữa john và linh cô ta nắm chặt bàn tay để giữ cho cơ thể mình phật bình tĩnh cô ta không chấp nhận mình thua cuộc trước linh chị tính nhân cơ hội ngàn năm có một thì cứ gấp đồ ăn liên tục cho john rồi dụ anh ăn cho nhiều lâu lâu ở dưới bàn ăn chân của john lại cố tình chạm vào chân của linh khiến cô cứ dùng mình thon thót còn john xem ra vô cùng hà hê linh chỉ muốn bữa ăn này trôi qua thật nhanh để cô không phải đối mặt với dôn nhưng đúng là người tính không bằng trời tính họ vừa mới đứng dậy chuẩn bị rời khỏi bàn ăn thì dôn lại lên tiếng cô linh qua phòng tôi có chút việc Bạn thiết kế của cô có rất nhiều lỗi sai cơ bản ngày mai công ty gửi cho đối tác gấp nên hy vọng hôm nay cô phải sửa cho xong linh kinh ngạc không dám tin vào mắt mình chị tính thì không ngừng thắc mắc nhưng lại không dám lên tiếng Rõ ràng bản vẽ của Linh có sai gì đâu nhỉ. Mình giả soát tới mấy lần rồi cơ mà. Dồn đùng đỉnh đi trước. Linh cũng lóc cóc theo sau. Cô cứ thở dài thường thượt, chán trường khi phải làm việc chung phòng với Dồn. Cái vẻ mặt đáng ghét lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây tài giỏi. Thông thái của Dồn lại khiến cho Linh ghét thậm tệ. Cô cứ đình ninh chuyện tối qua là do Dồn cố tình giờ trò, đưa mình vào chồng nên cô lại càng tức tối bước vào trong phòng john nhanh tay chốt luôn cửa lại anh cũng ngay lập tức thay đổi sắc mặt anh mua cho em trái cây và nước ép trong tủ lạnh em thích ăn gì cứ tự nhiên như ở nhà chuyện của chúng ta anh im ngay tôi cấm anh đả động tới chuyện này tôi nói rồi tất cả là sự cố ngoài ý muốn tôi không muốn anh chịu trách nhiệm thế nên anh đừng làm phiền tới cuộc sống của tôi tại sao lại không liên quan dù như thế nào đi chăng nữa thì anh cũng phải có trách nhiệm chứ. Bây giờ em muốn hẹn hò hay là muốn cưới đây? Anh tôn trọng quyết định của em. Cái đồ thần kinh đồ biến thái. Tôi không muốn kết hôn hay là hẹn hò gì với anh cả. Chứ ngoài anh ra thì ai mà dám cưới em. Tối nay anh qua nhà em hỏi ba mẹ cho cưới luôn. Đứa nào mà dám lém phém tới cổng nhà em. Anh chặt cẳng. Linh nghe xong ngồi phịch xuống ghế. Cô cầm luôn chai nước lạnh tu một hơi hết sạch cơn nóng giận chưa kịp ngôi ngoài bên tai cứ nghe tiếng làm nhảm không ngớt của John làm cho cô đập mạnh tay xuống bàn cưới tôi cưới được chưa qua tuần này cưới à mà khoan anh có nợ nần gì ai không đấy chưa cưới về lòi ra mấy chục tỷ chắc tôi đâm đầu xuống sân tôi tự tử lắm thẳng được cái mã giám đốc nhưng mà nợ như chúa chổm anh nợ nần gì đâu cưới xong anh sang tên cho em căn biệt thự vậy là em yên tâm rồi chứ sau này cái gì của anh cũng là của em vậy nhá quyết định qua tuần chúng ta đám cưới tối nay anh thu xếp khách sạn và bên chụp hình cưới cho chúng ta luôn anh miệng nói tay làm lấy luôn số điện thoại của thư ký bảo anh ta liên hệ bên tiệc cưới để liên lịch đám cưới sẽ được tổ chức vào chủ nhật tuần sau Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 8 của câu chuyện Kẻ gieo tương tư được viết bởi tác giả Mộc Miên. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 8 của câu chuyện này, vẫn biết là cuộc tình của Hoàng và cô gái tên Ngọc đang gặp rất là nhiều khó khăn. Nhưng ở bên cạnh đấy thì chúng ta cũng cảm nhận được tình yêu của Dôn dành cho cô gái tên là Linh. Đúng là cứ sống tốt. Cứ thật thật sự tốt đối xử với mọi người thật tốt và cảm thấy lòng mình bình an thì tình yêu nó sẽ đến với những người như vậy. Còn đối với Tiên và Hương đấy, hai cô gái này đầy thủ đoạn nhưng cuối cùng chúng ta chưa biết là có được cái gì hay không. Nhưng đến bây giờ thì toàn là những nỗi đau nó rằng xé trong tim mà không biết phải tâm sự với ai, bày tỏ với ai. Và hai người con gái xấu nhất bản tính xấu lại kết hợp với nhau, giản dựng lên tất cả mọi nỗi đau để hành hạ người khác. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 9 của câu chuyện này để rồi xem câu chuyện của chúng ta tiếp tục ra sao quý vị nhé. Hãy cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An và kênh Bụi Phố xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Chúng ta lại gặp nhau vào trưa ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.